Thưa quý vị, trên thị trường hiện nay, gà rán được xếp vào hạng top thuộc các loại thực phẩm được yêu thích nhất tại Việt Nam. Không ít thương hiệu gà rán ngon đã xây dựng và phát triển tại nước ta với những công thức chế biến hoàn toàn khác biệt. Từ khi được du nhập vào thị trường Việt Nam, gà rán Hàn Quốc ngày càng khẳng định vị thế của mình. Sở dĩ thương hiệu gà rán Hàn Quốc chiếm được niềm tin của khách hàng bởi sản phẩm được làm từ gà tươi, không phải là gà đông lạnh, đặc biệt là hợp với khẩu vị của người Việt. Vậy thương hiệu gà rán Hàn Quốc nào đang nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam, thương hiệu gà rán đến từ Hàn Quốc đã tạo ra cơn sốt mới trong giới trẻ. Món gà được cho thêm sốt đậm vị, vừa miệng, ngon hơn với người tiêu dùng. Là một trong những thương hiệu gà rán có uy tín tại thị trường Việt Nam, gà rán Kuku được nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Bởi gà sử dụng tại Kuku là gà tươi, có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng gà cấp đông, được tẩm ướp với các gia vị nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Món gà là một món ưa thích của tất cả những tụi nhỏ. Chính vì vậy mà tụi nhỏ nhà mình rất yêu thích. Ngày xưa ấy thì mình rất hạn chế cho các bé ra ngoài hàng ăn. Nhưng từ khi biết đến thương hiệu gà Kuku, mỗi lần các bé đòi ăn ấy thì mình đều ok hết thôi. Bởi vì gà rán ở đây là mình cảm nhận được là hương vị gà là rán tươi. Bởi vì khi mà ăn cắn miếng đùi gà thì nước gà tươi nó vẫn chảy ra. Đồng thời nữa là cái xương gà ấy, cái xương gà mà không phải là gà đông lạnh. Khi các bạn ăn xong các bạn nhìn thấy miếng xương gà thì nó trắng, chứ nó không bị thâm đen như gà đông lạnh. Điều đặc biệt nữa là khi mà các bé nhà mình ăn ấy thì là cắn giòn rộp ở bên ngoài nhưng bên trong thịt vẫn mềm và vị thơm của gà tươi ấy, vẫn còn mùi thơm của gà. Chính vì vậy mà các bé nhà mình rất yêu thích thương hiệu gà rán Kuku. Nhằm mang đến sự tiện lợi cho khách hàng và đối tác, gà rán Kuku hiện nay đang áp dụng mô hình Delivery Takeaway. Nhờ vậy, khách hàng không cần phải di chuyển đến cửa hàng mà vẫn có thể thưởng thức món ăn ngon, chất lượng ngay tại nhà. Dịch vụ giao hàng của Kuku đối với thời buổi công nghệ 4.0 thì cái việc giao hàng là một điều rất thuận tiện cho tất cả các bà mẹ nội trợ cũng như tất cả các gia đình. Chính vì thế khi mà mình đi vắng hoặc là mình có việc gì đó mình không tiện ra cửa hàng gà rán Kuku thì mình có thể ngồi nhà bấm số máy chọn tất cả đồ ăn và có thể yêu cầu gọi các bạn đến. Và điều đặc biệt nữa là khi mà các bạn mang đến ý, thì cái hộp gà của các bạn rất chắc chắn. Và điều đặc biệt hơn nữa là không hiểu các bạn bảo quản kiểu gì mà khi đến mang về đến nhà thì vẫn còn nóng hổi, các bé cầm vào các bé còn bảo ôi nóng quá mẹ ơi, đợi một lúc nguội để con mới ăn. Điều đó mình rất ưa thích ở quán gà Kuku là điểm đấy. Hôm nay các con ăn gà rán Kuku thấy thế nào? Con rất thích ăn gà rán Kuku. Suri thấy ngon không? Rất ngon à. Với menu đa dạng nhiều món ăn như gà chiên giòn truyền thống, gà tầm sốt, gà sốt cay không xương, bánh burger thịt đùi. Từ nhiều năm nay, gà rán Kuku đã là cái tên không thể thiếu trong các bữa ăn, bữa tiệc. Cùng với đó là nhiều suất ăn linh hoạt, phục vụ tổng kết, liên hoan cho học sinh các cấp học. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển với phương châm dịch vụ của khách hàng, hướng tới khách hàng và vì khách hàng. Gà rán Kuku ngày càng khẳng định được chất lượng, vị thế và uy tín, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình Việt.